thì mình thấy được là EQ của chị cao này, MQ cao này, BQ cao này, GQ này, nên toàn bộ cái chỉ số này là chỉ số về con người cực kỳ nhiều luôn. Chỉ số về BQ là số kinh doanh, chỉ số mà JQ là số nghề nghiệp, nắm bắt được cái công việc khá là nhanh, chỉ số quản trị con người và chỉ số về cảm xúc nữa, nên toàn bộ con người của chị ấy là điểm mạnh nhất liên quan đến con người. Thực sự không dùng cái này thì rất là phí luôn đấy. Một trong những cái điều mà chị cần cải thiện đó là AQ, nó sẽ cải thiện khá là nhiều, nó sẽ giảm giảm cho chị khá là nhiều, để cái con đường chị đi sẽ bị nhiều chông gai hơn. Nên cái AQ là cái mà chị phải luyện tập những cái phần khó khăn, đặc biệt là khi chị đi một mình ý, là bắt đầu chị cảm thấy nó quải, nếu mà chị bắt đầu có rất nhiều áp lực xảy ra thì cái này chị phải luyện AQ ý. Vì khi chị làm con người thì con người cũng tác động đến chị mà. Đó, cảm xúc nó cao như thế này thì nó cũng bị môi trường tác động lại, nên khi mà chị luyện tập ấy, thì tự nhiên cảm xúc của chị nó sẽ quản trị được con người bằng cảm xúc người khác, nên nó là con dao hai lưỡi, vừa phát triển rất nhanh nhưng ngược lại nó cũng làm cho chị bị tác động bởi môi trường người khác. Thì đấy là cái thằng EQ của chị, nên khi mà đưa vào cái mô hình là mô hình vừa rồi mình chia sẻ ấy, thì nó sẽ thiên về mặt EQ và CQ nhiều hơn. Hình như CQ không cao sao nhỉ? CQ của chị ấy là Quy không 10,87 cao. à, nó cũng ở mức gọi là mức 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 Cân bằng. cân bằng đấy, mức cân bằng đó, nên chị có EQ này, chị có BQ này, chị có GQ này, nên chị like cả hai thằng này, nên chị vừa học và vừa làm là chuẩn này, vừa học xong và làm luôn. Nhưng chị có EQ ở đây ấy, nên chị không quá là áp lực và chị không phải là tiếp người liên tục đổi mới đâu, chị là tiếp người kết nối mọi người, tiếp người chia sẻ, và nó tiếp người của business leader, cái người mà có những cái ý tưởng và bắt đầu là kinh doanh và phụ thuộc vào cái người đi cùng mình khá là nhiều, vì chị có nước ở bên ngoài, nước hàng con cái, nên sẽ có người dẫn dắt cho chị nhiều hơn, hoặc là chị phải bắt chước một cái mô hình nào đó, một cái người mà chị đã thành công ấy, và chị thần tượng hoặc là chị cảm thấy nó phù hợp với mình, thì lúc này ấy, chị mới có thể là hoàn thành được những cái nó gọi là tự lập của mình. Bởi vì AQ của chị nó cao này khác nhé, nhưng AQ nó lại thấp thì nó lại là một cái điều mình chỉ để ý xem đó. Chuẩn đấy, chuẩn đấy. Nó chỉ là một cái phần cơ bản thôi, khi mà chị kết nối tất cả các chủ ngón tay vào thì nó sẽ ra một cái bảng tổng thể hơn. Tuy nhiên thì những cái chỉ số đấy là cái chỉ số mà chị có thể hiểu được là cái vùng công việc nào mà chị có thể làm tốt nhất đấy, thì phân loại được dễ dàng hơn, nhanh hơn. Chị nghĩ cái chỗ AQ chị cải thiện nhiều. Tại vì là vì mình có cái sự chủ động vươn lên, chủ động học hỏi các thứ ấy. Khi mình chủ động thì bây giờ mình rèn luyện thì cái đấy nó cũng tự khắc, nó khác Tăng lên rồi. mà thì sao, thì vùng nhận thức của chị cao mà, nên là tự nhiên chị biết là cái này nó đang cần phải cải thiện, hiểu được vấn đề của mình luôn, thông minh nội tâm rất là cao luôn đấy, thì tự hiểu mình và tự thay đổi thôi. Còn có những người thông minh ví dụ như là mình không mạnh về nhận thức chẳng hạn, nên là khi xảy xảy qua một biến cố nào đó thì bắt đầu mình ngộ ra, thường là như vậy. Chứ còn nhận thức là tự tự họ nhận ra, kể cả họ quan sát nhé, họ vẫn nhận ra được, hoặc là họ cảm nhận, hoặc là họ tự nhiên họ cảm thấy ô mình cần thay đổi cái gì gì đó, thì họ cũng có thể tự nhận ra được. Đấy là cái điểm mạnh của những người thông minh về nội tâm, thông minh tương tác, hoặc là hai vùng cái cao ấy. Bao giờ đỉnh cao như em nhỉ, nhìn qua cái là đọc danh sách luôn.